Mới đây nhất, Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất 3 phương án vận tải khách bằng đường thủy kết nối với sân bay Long Thành. Dự án sân bay Long Thành giai đoạn 1 là dự án quan trọng đặc biệt cấp quốc gia, có ý nghĩa rất lớn đối với sự phát triển kinh tế, xã hội của Việt Nam. Toàn bộ vốn đầu tư dự án khoảng 336.630 tỷ đồng, 16 tỷ đô la Mỹ, trong đó dành 4% cho giai đoạn 1. Dự kiến sau khi hoàn thành tất cả các giai đoạn, sân bay Long Thành sẽ đạt công suất lên đến 100 triệu hành khách năm và trở thành sân bay lớn nhất Việt Nam trong tương lai. Theo đó, phương án 1 là hình thành tuyến vận tải chở khách trực tiếp bằng tàu cao tốc từ bến Bạch Đằng, quận 1 đến bến du thuyền Swan Bay ở Nhơn Trạch, Đồng Nai. Tuyến này dài hơn 22 km, chạy mất 35 đến 45 phút. Từ khu vực Swan Bay, khách có thể tới sân bay Long Thành theo các trục đường bộ có sẵn. Phương án 2 là sẽ nâng cấp hai đầu bến Phú Xuân, Phước Khánh trên sông Xoài Rạp để tăng kết nối từ khu vực Nhà Bè sang huyện Nhơn Trạch. Sau khi qua sông, khách có thể theo tuyến Phạm Thái Bường, đối tượng chấm 769D, 25C đến sân bay Long Thành với cự ly gần 25 km, thời gian di chuyển 40 đến 45 phút. Phương án 3 là tăng công suất khai thác ở bến Phà Cát Lái, nối thành phố Thủ Đức qua huyện Nhơn Trạch. Lúc này, người dân có thể kết nối đường bộ thông qua đường điện thoại chấm 769D, 25C đến sân bay Long Thành khoảng 30 km, thời gian di chuyển 45 đến 50 phút. Hai tuyến đường sắt kết nối với sân bay Long Thành. Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi cho dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam và dự án đường sắt Thủ Thiêm, Long Thành hiện đang được triển khai. Cả hai tuyến đường sắt này đều đi qua thành phố Hồ Chí Minh. Vì vậy, nếu sắp xếp các ga ngầm tại cảng hàng không Long Thành thì hành khách có thể thuận tiện di chuyển. Nhà ga đường sắt dự kiến sẽ được đặt ngầm và nằm giữa trục đường chính, ở vị trí trước và cách nhà ga hành khách T1 của sân bay quốc tế Long Thành khoảng 220m và cách bãi đỗ xe T1 khoảng 35m.